vừa đến. Những diễn biến mới nhất từ Nations League. Nếu như vài tháng trước Croatia đã lội ngược dòng hạ gục đội tuyển Anh ở bán kết World Cup, thì bây giờ Tam Sư đã trả được món nợ khi cũng lội ngược dòng ở những phút cuối cùng ngay tại Wembley để giành vé vào vòng bán kết Nations League. Trong trận đấu trước đó, đội tuyển Anh cũng đã có trận đấu tri ân đối với Wayne Rooney. Sau 15 năm thăng trầm, trải qua 120 trận đấu, Rooney cũng đã nói lời từ biệt đội tuyển, khép lại một thế hệ vàng đầy tài năng của bóng đá Anh, nhưng rất tiếc lại không có được một thành công nào. Sau Bồ Đào Nha, Croatia, Hà Lan thì Thụy Sĩ sẽ là cái tên thứ 3 góp mặt ở bán kết Nations League. Họ đã giành tấm vé này một cách cực kỳ kịch tính và cảm xúc khi đối đầu với đội bóng top 3 World Cup. Phút thứ 17, Bỉ đã vươn lên dẫn trước 2-0 sau hai pha lập công của Hazard, tức là Thorgan Hazard chứ không phải là Eden Hazard. Đó như là hai gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thụy Sĩ, khiến họ bừng tỉnh và thồn vào lưới thủ thành Cơn Toa 5 bàn liên tiếp. Xem ra anh Cơn Toa rất là có duyên với số 5. Thế là Thụy Sĩ đã có cuộc lội ngược dòng thần thánh trước Bỉ với tỷ số 5-2. Bạn ơi, tin được không? Sau khi đương kim vô địch thế giới Pháp bị cắt đứt chuỗi trận bất bại khi thua Hà Lan 0-2 ở Nations League vừa rồi, thì đội tuyển Việt Nam đã chính thức trở thành đội bóng đang sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất thế giới với 11 trận bất bại liên tiếp. Trận gần đây nhất chúng ta để thua chính là trước Indonesia với tỷ số 1-2 trong khuôn khổ AFF Cup 2016. Tức là đã 2 năm qua, đội tuyển chúng ta chưa biết đánh vần từ thua trận là gì. Một thành tích cũng đáng để tự hào đấy chứ. Sau màn trình diễn và ăn mừng ấn tượng ở trận gặp Malaysia vừa qua, các cư dân mạng lại bắt đầu đào mộ Facebook của thủ thành Đặng Văn Lâm lên. Và chúng ta đã thấy được một dòng trạng thái mà Lâm Tây đăng lên ngày 10 tháng 5 năm 2015. Qua những câu tiếng Việt còn bập bẹ của Lâm thì ta có thể hiểu nội dung dòng trạng thái đó là Văn Lâm nói rất muốn được gọi vào U23. Vì đó là năm Văn Lâm còn đủ tuổi để đá cho SEA Games. Trong cơn tuyệt vọng thì Lâm Tây phải thốt lên rằng huấn luyện viên Miura có biết đến Lâm không. Chúng ta có thể thấy khát khao cống hiến của... Chúng ta có thể thấy khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam của anh ấy là cực kỳ lớn qua từng câu từng chữ. Vâng, lúc đó huấn luyện viên Miura không biết đến anh, nhưng bây giờ đã có huấn luyện viên Park Hang-seo và hàng chục triệu người dân Việt Nam đã biết đến anh rồi. Hãy giữ mãi tinh thần này và thi đấu thật tốt cùng đội tuyển Việt Nam anh nhé. Tiêu điểm chôn lần này của chúng ta sẽ là trận hòa đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Myanmar. Không nằm ngoài dự đoán, đội tuyển chúng ta nhập cuộc khá vất vả khi phải đối đầu với đội bóng chủ nhà và cũng đang đứng đầu bảng xếp hạng lúc này. Chúng ta cầm bóng ít hơn nhưng lại tạo ra cơ hội chất lượng hơn đội bạn. Điển hình là pha sút bóng dội cột dọc của Văn Đức và cú sút cắt ngang khung thành của Quảng Hải. Ở hiệp đấu này thì Văn Quyết đã được rất nhiều anh em bình chọn là tù trưởng khi liên tục chuyền bóng hỏng, không chê lỗi và làm chậm nhịp tấn công của đội bóng. Sang đến hiệp 2 thì Quyết tù trưởng lập tức bị thay ra. Trọng Hoàng và Hùng Dũng vào sân mang tới những làn gió mới. Chúng ta tiếp tục tấn công và tấn công không ngừng nghỉ. Nhưng hôm nay có vẻ như thần gỗ đã nhập vào chúng ta hơi nhiều, khi mà chúng ta đã có rất nhiều cơ hội nhưng không chuyển hóa được thành bàn thắng. Những cú sút rất ngon ăn của Văn Đức hay là Công Phượng đều bị cản phá. Đến khi Văn Toàn đã được bóng vào lưới rồi thì lại bị tính là việt vị. Việt cái mèo gì mà vị chứ. Xem lại pha qua chậm cho thấy Văn Toàn vẫn chưa đứng dưới hàng phòng ngự của Myanmar khi Quang Hải sút bóng. Vậy mà anh trọng tài biết đẹp trai nỡ lòng nào mà phất cờ và cười tươi như vậy. Tài smile ơi là tài smile. Phối hợp rất tốt với tổ trọng tài chính là tổ quay phim. Vâng, những tình huống tranh cãi như cú ngã trong vòng cấm của Văn Hậu hay tình huống Việt Nam đang được hưởng phạt góc cuối trận thì tổ quay phim lại không hề quay lại, khiến các cổ động viên chẳng biết đường nào mà lần, chỉ còn biết ấm ức nhìn Việt Nam bị chia điểm. 0-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trận hòa này không làm ảnh hưởng lớn tới tấm vé của chúng ta. Nhìn vào mặt tích cực hơn thì đây còn là một kết quả giúp chúng ta cải thiện thêm ở những trận đấu sau. Chưa ở vòng bảng mà thắng nhiều quá thì cũng không tốt. Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, trận đầu tiên có thua Đan Mạch cơ mà.
Ở trận đấu sau ta chỉ cần có kết quả tốt trên Campuchia của Keisuke Honda là có thể yên tâm vào vòng trong, thậm chí với vị trí nhất bảng. Khi mà Myanmar và Malaysia sẽ phải cấu xé nhau để tranh lấy tấm vé còn lại. Đến đây bản tin trôn cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn tất cả các anh em và xin gặp lại các anh em ở bản tin tiếp theo.